Công ty cây xanh Đông Sơn xin kính chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một sản phẩm mang tên cây phát tài núi. Phát tài núi, đúng phải theo tên của nó thì nó là một cây ở những cái núi, vách núi, ở điều kiện sống rất khắc nghiệt mà nó vẫn phát triển xanh tốt, mang lại cái sự trường tồn, tài lộc cho gia chủ. Và ở Việt Nam thì phát tài núi có nhiều ở khu vực miền Nam Trung Bộ như ở Bình Thuận, Ninh Thuận rất nhiều. Đây là một cái mẫu cây phát tài núi một cốt và được trồng một cây thân nhỏ ở giữa để tạo cái độ giảm cái độ trống của phần cung thân. Ở bên kia là cái hoa phát tài núi. Hoa như thế này các bạn ạ. Đây là cái mẫu thứ hai, là cái mẫu mà nhìn thì rất là ấm tàn nhưng mà là một sản phẩm ghép nhiều thân. Nó cũng tùy theo nhu cầu của khách hàng. Đây là một sản phẩm mẫu thứ ba. Mẫu này thì là một mẫu một cốt. Nhưng mà lại có hai nhánh mọc ở dưới lên. Đấy. Cũng tương đối là ấm tàn. Có các tán tầng trên, tầng giữa và tầng dưới. Và mẫu thứ ba đây là mẫu một cốt 100%. Nên là sẽ có một cốt trục thẳng rồi uốn lượn lên trên, tạo quả phúc ở trên nhiều nhánh. Và dưới cùng là một con tử. Rồi các cái thân đều có tán. Đây là mặt tiền của nó. Mặt này thì nhìn có độ, nhìn cây có độ sâu hơn. Rồi. Tiếp theo thì là một cái sản phẩm, một đôi sản phẩm này. Cũng là sản phẩm ghép thôi. Nên nó phù hợp với công sở hơn. Công sở thì nó không cần phải cầu kỳ, chỉ cần xanh và ấm tàn là được. Nhưng mà sản phẩm như thế cây này thì là một sản phẩm mà nên trồng ở gia đình, giếng trời. Thì nó mang hồn cốt, cốt cách và thể hiện cái sự chân thực, tự nhiên. Cái phát tài núi khi trồng nó thì lưu ý thì cũng nên là để cho bộ rễ thoáng, không bị đọng nước, bởi vì nó nhu cầu nước rất ít. Nếu như mà độ ẩm cao dẫn đến dễ sinh ra bệnh nấm. Bởi vì các bạn biết rằng là nó sống ở vách núi cơ mà, ở điều kiện tự nhiên cực kỳ khắc nghiệt, mà lại cho nó vào cái môi trường sướng quá thì là tỷ lệ mà nó ốm, nó yếu, nó chết là cao. Thông báo cho anh chị thế. Đây là một sản phẩm nữa. Thì đó là một trong những cái lưu ý chúng ta trồng cái cây phát tài núi. Có thể chúng ta dâm bằng cành của nó cũng lên. Đấy. Một vài sản phẩm tôi đã giới thiệu đến quý anh chị. Quý anh chị mà có nhu cầu về cây nội thất, các loại cây công trình, cây trang trí thì hãy liên hệ với hotline 0976 609 399. Cái này nó có một cái sẹo đây. Hy vọng sẽ có cách để lấp nó đi. Yeah.